biết thú nuôi, Meivi là một startup về AI tại Trung Quốc. Công ty này cũng đóng góp trong việc phát triển hệ thống phần mềm nhận diện khuôn mặt cho chính phủ Bắc Kinh. Sau thành công đối với việc nhận dạng mặt người, Meivi đang tìm cách mở rộng sản phẩm của mình bằng việc đưa những con thú cưng vào hệ thống nhận dạng. Theo Abacus News, phần mềm của Meivi được đào tạo nhằm nhận biết những chú chó thông qua mũi của chúng. Lúc này, mũi những chú chó có vai trò giống như những dấu vân tay của con người để sử dụng ứng dụng của Meivi. Người dùng trước tiên phải đăng ký chú chó của mình bằng việc dùng camera điện thoại để quét hình mũi của chúng. Lúc này, ứng dụng sẽ yêu cầu bạn phải chụp ảnh mũi của chú chó từ nhiều góc độ. Việc quét hình này cũng tương tự như cách mà chúng ta vẫn làm để quét dấu vân tay nhằm tạo khóa sinh chắc học trên smartphone. McVie cho biết công nghệ nhận dạng vân mũi của họ có tỷ lệ chính xác lên tới 95%. Công nghệ này thậm chí đã giúp 15.000 người tìm được thú cưng của mình thông qua ứng dụng. Việc nhận dạng vật nuôi đang trở nên ngày càng phổ biến trong những năm gần đây. Cách làm này đã được nhiều nhà nghiên cứu áp dụng nhằm bảo vệ các loài động vật hoang dã. Ở Mỹ, một ứng dụng tương tự với tên Findling Rover cũng sử dụng AI để xác định vị trí các chú chó và mèo bị mất tích. Tuy nhiên theo Meavi, ứng dụng mà họ phát triển không đơn thuần được tạo ra với mục đích giúp người dùng có thể tìm lại vật nuôi, do Trung Quốc có chính sách quản lý vật nuôi rất khắt khe. Ứng dụng do Meavi phát triển có thể được sử dụng vào việc tìm kiếm những người chủ vật nuôi có hành vi không được văn minh, đó có thể bao gồm việc nuôi chó không có giấy phép hay để chó thả rông tại những nơi công cộng.